lễ ra quân chỉnh trang lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và vận động nhân dân thực hiện các tuyến phố văn minh đô thị. Tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa có hơn 100 cán bộ và nhân dân phường Long Hương tham gia với các hoạt động thu gom rác, tẩy xóa, gỡ bỏ các tờ quảng cáo, rao vặt, xử lý các điểm tập kết rác tự phát trong khu dân cư. Dịp này, phường vận động người dân đăng ký hợp đồng đổ rác và để rác đúng nơi quy định. Các hộ dân trên các trục đường chính cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, tự tháo dỡ, di dời các chỗ cảnh, bục bệ, biển hiệu che khuất tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.